và Quốc Thuận. Xin chào mừng quý vị khán giả đã đến với chương trình Vợ chồng son. Hôm nay hai chị em của mình á, một người thì màu hồng, chị cũng màu hồng. Đừng nói cô dâu một chút nữa cũng sẽ mặc một cái áo màu hồng nữa nhé. Thôi thì không biết cô dâu hôm nay sẽ mặc màu gì, xin mời quý vị cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng đầu tiên. Mời em. Em phải công nhận là hôm nay là ngày gì ta? Hồng hội ngộ. Các bạn giới thiệu cho mình. Em là Hà Trọng Nghĩa, năm 32 tuổi, làm thiết kế nội thất. Còn em là Nguyễn Thị Thanh Nhạn, 27 tuổi và hiện đang làm tổ chức sự kiện. Bên này trang trí nội thất, bên này tổ chức sự kiện. Vậy thì sự kiện nào hai bạn gặp nhau? Cách đây khoảng 12 năm thì lúc đó em đang học cấp 3, thì lúc đó là tập tành lên mạng để chat, không biết sao mà tình cờ gặp được cái anh này. Trên mạng em chat thì cái em gặp được cái nick cô đó, em thấy hay thì mới chào em, xong rồi em show webcam lên cho cô xem. Cái ấn tượng đầu tiên khi mà em thấy cái anh này thì thấy sao mà đẹp trai quá. Không đẹp trai thiệt. Rồi em có show Dạ không, tại vì em có tiền để chat webcam nên là không có gửi webcam cho anh này được. Lúc đó em nghĩ là thôi giờ em cho gửi hình cho anh đi, mình cũng nói chuyện vài ba câu vậy thôi. Ngay ban đầu thì em đã gặp mặt Nghĩa rồi, Nghĩa chưa gặp mặt em. Vậy thì bao lâu thì em mới gặp mặt được vợ em? 2 năm sau lên Sài Gòn học. Thì có một hôm á thì mới vào những cái hòm thư cũ, thấy những cái dòng thư ngày xưa mình viết cho anh này, xong mà nó ngô nghê, nó dễ thương quá. Xong rồi mới nhắn tin lại cho ảnh á là em giờ em đã lên Sài Gòn học rồi, nếu mà anh rảnh á thì mình gặp nhau. Thì hôm sau em mới nhận được cái mail của ảnh, là nhận được cái số điện thoại của ảnh, nên em mới gọi điện cho ảnh để mà hẹn gặp. Ủa vậy lúc mà em nhận được cái thư ở trên mạng của cổ đó thì em có nhớ liền cô đó là cái cô bé mà mình đã gửi webcam không? Nhớ được cô đó. Nói xong rồi cái mình mời cô uống cà phê để mình coi mặt ở ngoài như thế nào. Em cũng hồi hộp đó, cứ đi tới đi lui trong nhà, xong rồi nghĩ không biết anh mẹ anh có già, anh có xấu không. Tại vì mình gặp trên mạng là có đúng anh đó không? Với lúc không có nhớ tới anh này nữa, là không biết là có phải là anh không hay là anh cho người khác thì sao. Đúng rồi. Đang suy nghĩ vậy thì nghe tiếng xe trước nhà mình để mới đi xuống. Lúc đó có giống như trong suy nghĩ của mình không? Dạ không, thấy anh dễ thương. Vậy thì em khi mà ấn tượng đầu tiên em gặp vợ em thì như thế nào? Tròn tròn, má xứng xứng, không ngờ người thương hết. Trong 2 năm đó hai bạn coi như là biết nhau trên mạng xã hội. Cả hai bạn thì ngươi làm có một cái trung nhân gì chưa? Lúc đó thì em có bạn trai rồi. Em ngồi nói chuyện với anh này nè, thì em thấy trên cái điện thoại của ảnh á có dán cái hình của một cô gái. Thì em mới hỏi ảnh là anh có bạn gái chưa? Anh nói là chưa. Em nói ủa sao chưa có bạn gái sao lại dán cái hình cô gái trên cái điện thoại? Thì anh mới nói là bạn thân của anh mà, chứ mấy ai mà dán hình bạn thân á. Không, cái đó là người yêu vừa mới chia tay xong mà quên lọt ra. Lấy cái điện thoại về cái mình nằm ở đó. Xong rồi em cũng thấy cô ta đeo chiếc nhẫn trơn ngay áp út. Em mới hỏi tại sao cô đeo nhẫn ngay chỗ áp út đó. Cái cô ta nói không vừa ngón nào hết, đeo ngón đó. Mình nghĩ cái này ăn miếng trả miếng với mình đây. Đó, bắt đầu từ đó cái ấn tượng. Xong rồi cũng bố là tin nhắn. Dạ bực mình lắm chị, ngày nào cũng hả ba bữa cơm ba bữa là nhắn đều đặn hết á. Cái mà tới em gọi ảnh là cái đồng hồ sinh học của em. 4 năm trời, trời ơi. 4 năm trời. Như vậy có nghĩa là trong thời gian em cua vợ em á là em không có bạn gái luôn á hả? Thời gian đó là em đi làm, đó còn mê game nữa. Đó là đâu còn thời gian đâu mà cho người khác nữa, cứ có cô này thôi. Khi cô này đồng ý quen mà em phải bỏ game luôn. Trời ơi, vậy là chân tình quá ha. Mà em có tới nhà của vợ em thường xuyên lúc đó? Em không có cho vô nhà, 4 năm tới nhà em là chỉ đứng ngoài cổng thôi, trời mưa thì áo mưa đứng ngoài cổng. Vậy đến bao lâu thì em mới cho Nghĩa giáp mặt với mẹ? Cái ngày em tốt nghiệp đại học á, rồi ảnh nhất định ảnh đòi lên tham dự. Mà em thì em nói anh có lạ gì của em rồi thì anh lên làm gì? Thôi thôi, lì mà lúc đó là mình lì mình biết rồi, mình dậy sớm. Thì mình lên đó mình nhìn trước. Đó. Xong rồi khi cô tốt nghiệp xong rồi vô bông. Xong rồi thì mọi người chụp hình chung với nhau. Thì về nhà mẹ mới xem. Xong rồi cái mẹ hỏi cái người này là ai. Thì em mới nói là cái anh này anh thích con vậy đó. Cái mẹ nói vậy thì cho mẹ gặp đi. Thì trong đầu nghĩ là nếu mà ba mẹ đồng ý thì thôi quen luôn. Có dắt về cho mẹ gặp không? Dạ có. Rồi gặp rồi là mẹ ưng luôn đó. Cái ngày mà gặp á, cái 2 giờ sáng ảnh còn nhắn tin cho em. Ảnh nói em ơi sao anh hồi hộp, anh căng thẳng quá, không biết ngày mai gặp mẹ thì mẹ sẽ hỏi anh cái gì bây giờ. Cái nhìn đầu tiên của mẹ dành cho chồng em á nó ra làm sao? Mẹ nói cái anh này hiền dễ thương. Mẹ cho 8 điểm trên 10. Điểm tới luôn đó dạ, là quen luôn nhưng mà cũng không có tình cảm gì hết. Vậy hả? Bữa đó là em nhớ là em đi chụp hình, cô này không cho em chụp, đẩy ra đây nè. Người bạn á cái đứng chụp luôn đi. Cái em cũng đứng vô chụp luôn luôn. Nhờ vậy cái là mẹ tôi đó biết mẹ biết. Đẹp trai không bằng trai mặt, em có cả hai luôn đó. Ghê thiệt á. Mà nãy giờ nói chuyện á anh không nghe em nhắc tới ba em.
Vậy thì không lẽ giờ lấy lòng được mẹ rồi chắc ba em cũng dễ lắm hả? Bữa đó là tối em tới nhà chơi, bố ra cầm một cái bình rượu, bố nói bước chân vô làm rễ nhà này phải uống hết nửa bình đó. Nửa bình luôn. Rồi anh xanh mặt luôn, nó giờ sao đó, trời, con đâu biết uống rượu đâu bố. Ừ, con không biết uống rượu đâu bác. Dạ, bắt đầu cái đó. Lúc đó giống như là mình bị dồn vô thấy kẹt luôn. Có uống không? Xong rồi cũng đỡ là mẹ với lại vợ ra nói thôi. Thôi nó mới tới mà, cho nó nghỉ ngơi đi. Được tưởng thoát rồi. Sáng 7 giờ sáng bố lại đưa cái bình ra nè. Hay uống, nếu không uống là không được làm rễ. Lúc đó thì cũng tìm cách ép uống tiếp. Quyết định luôn là nói con uống. Cái bố mới nói là được. Chị thôi. Chị nói là chị được. À hiểu rồi, vậy là thử lòng. Thử. Tới sau này hai vợ chồng mới biết là bố mẹ thử con rể. Lúc đó mà liều mà uống thì chắc không lấy được. Cái đó là tôi bưng đúng nguyên bình uống luôn á. Thực sự mà bố mà bắt uống rượu rồi mới cho làm con rể thì chị cũng hơi ngạc nhiên, nhưng mà cuối cùng không nhờ ông già cao cơ thì thử. Đó mồ hôi hột quá trời luôn. Xong rồi cái cuối cùng bố nói thầm một câu là làm gì thì làm mấy vừa lòng bố đẹp mặt người. Thì đó câu sau sao á mình nhớ tới bây giờ luôn. Thì mình hiểu là không phải mình không biết uống rượu mà mình phải có sự tốt với vợ với lại gia đình thì sẽ tốt hơn. Là hai bạn lấy nhau lâu chưa ta? Dạ tụi em cưới được 1 năm rưỡi rồi. 1 năm rưỡi rồi 4 năm tìm hiểu hả? 4 năm đại học á là biết nhau thôi, không có quen nhau. Sau đó là yêu nhau 4 năm nữa rồi mới cưới. Có nghĩa là đó. Tới thời điểm này là 12 năm. 12 năm. Vậy thì sau hôn nhân thì có chuyện gì bất ngờ không? Tại vì thực ra là đã hiểu nhau quá rồi đúng không? Dạ. Rất là bất ngờ sau hôn nhân á là ảnh giỏi tề cha nội trợ. Thì ảnh là con một, chưa bao giờ phải làm những cái chuyện gì trong gia đình hết á. Làm tất cả công việc nhà, giặt đồ, nấu nướng, cơm nước là ảnh làm hết. Hay quá. Em có phát hiện bất ngờ gì ở vợ không? Dạ, bất tật xấu mà. Gì tật xấu hả? Thế thì bây giờ anh và chị Vân và tất cả khán giả đang rất muốn nghe cái bất ngờ xấu từ vợ em. Có biệt danh tặng vợ luôn đó là Dũng Sĩ Diệt Mụng. Trời ơi! Dũng Sĩ Diệt Mụng là dạ, sao? Là hai vợ chồng đang ngồi nói chuyện tình cảm với nhau. Cái vợ ngồi vuốt ve em thì cũng mình đang cơ cơ vậy, tự nhiên móc một cái thì nó thấy mình lên cộm cộm móc gì móc cái mụng dạ, mình sau lưng, cái cần gầm lưng sau lưng. Cái mình đau quá mình la nó, em làm cái gì cho em lấy cái mụn này ra đi. Em nói đau lắm. Vợ mới nói chút xíu có đề đau. Em nói chảy máu luôn mà không đau hả? Em lúc đó là em quậu em đẩy ra, em đẩy ra nói không được nữa, anh nói không chơi. Cái sau cái biết được em cái mấy lần ngồi kế em, anh ơi em có điều này nói với em. Ừ. Nói với anh. Nói với anh. Trong đầu em mày nghĩ biết chuyện gì rồi. Biết rồi đó. Đẩy ra ngoài. Không có chờ chờ đó nữa nha. Em cứ vuốt cái lưng mà thấy cộm cái là em bấu liền. Không có. Dạ. Em ngứa cái tay là em không chịu được. Em đâu có mụn nhiều đâu, lâu có một cái mà cứ gần tới gần hai vợ chồng gần nhau mà cứ nặng mụn mất hứng hết. Bực bội thiệt là. Bây giờ còn nặng mụn nữa. Dạ còn. Nhưng mà bây giờ thì biết trên ảnh quạo thì không chơi chờ đó nữa. Nhưng nào mà vui cái anh cho em một cái thôi. Năn nỉ cho một cái thôi, mới nào vui thì nặng đi. Uổng ghê á, có những người á ghiền được nặng mụn á thì là gặp những người vợ không thích nặng mụn. Trong khi em ghiền nặng mụn thì gặp ông chồng là không thích nặng mụn. Đầu lắm chị ơi. Dạ có một cái nữa là em hay có tiệc với lại bạn bè á, bữa em có nhắn về trễ, em mới nhắn tin đó là ăn trước đi đừng đợi anh. Thế không chịu ăn, cái ngồi mặt bú xị buồn còn lầu bầu với em, biết người ta đợi rồi mà còn về trễ nữa. Em tức nữa, tại vì em nói em nhắn tin rồi, em cũng thương vợ em lo lắng chu đáo đàng hoàng là hôm nay em về trễ à. Rồi em quậu lên. Em quậu lên thì thấy vợ tội, chưa ăn gì hết, đói. Cái em mới nói, ăn gì? Trời, hơi bất ngờ nha. Vậy không đó, không có dịu dàng với phụ nữ. Đó mà cái vợ em lại thích cái tật là hay muốn xin lỗi. Lúc đó em sao? Em ăn giận gì? Là em im lặng luôn. Im lặng hả? Dạ không trả lời, không trả vốn. Anh hơi bất ngờ ở chỗ là gì? Từ đầu chương trình tới bây giờ anh ngồi nói chuyện với Nghĩa, anh thấy Nghĩa là một người rất hiền. Dạ, cọc tính lắm. Dạ. Có nghĩa là Nghĩa không phải là nóng tính mà là cọc thôi phải không? Dạ. Em thì giống là nói rõ ràng hết mà không làm theo, cái mà về nhà còn là bầu ngược lại mình nữa. Thì em mới tức quá mới nói, xong rồi em nghĩ ra nhỏ con quá đau bao tử bệnh thì sao thì em phải xuống nước. Rồi em mới nói là thôi em ăn gì anh mua cho em ăn. Vợ mới nói là xin lỗi đi mới ăn. Em là không mày xin lỗi rồi nha. Xong rồi cái em cứ đi mua về cho để đó rồi ăn đi. Xin lỗi nhưng không có giờ thành tấm nha, xin lỗi. Vậy đó vậy hả? Rồi dạ. Em có ăn không? Dạ ăn.
ăn ăn đói. Bây giờ anh chỉ hỏi một điều là các em có một cái điều gì đó mong muốn ở vợ em không? Giờ em đi công tác nhiều, do đó sức khỏe không được bảo đảm á. Em cũng mong muốn là vợ đi ít lại để dành thời gian cho gia đình chút. Còn cái nữa là khi đi làm về phải tắm rửa liền. Giờ em mới tật là về nhà để nguyên bộ đồ đi làm, cái lao vô bếp xong rồi dọn dẹp nhà cửa xong xuôi hết rồi mới đi tắm. Em thấy cái suy nghĩ đó là hợp lý không? Dạ, ngày nào cũng bị nhắc nhở. Cái bộ đồ đi làm của mình, mình làm đồ ăn rồi lỡ mà nó dính dầu dính mỡ hay là nó hư thì uổng lại tốn tiền nữa. Cho nên rằng theo chị thì em nên nghe lời của chồng. Thế còn em mong muốn chồng em điều gì? Em mong muốn là phải dịu dàng với phụ nữ. Mỗi lần mà điện thoại tới mà nghe mà không rõ cái gì nói gì đó, lời nói không mất tiền mua đó, nói sao để cho vừa lòng nhau, đó là vợ muốn nói vậy đúng không? Thực ra chị thấy em cũng nên nghe theo cái lời đề nghị của vợ em, cái đó cũng là tốt cho em mà tốt cho vợ em luôn. Ngoài ra còn gì nữa không? Dù là rất là giỏi tề gia nội trợ nhưng mà rất là bừa bộn, quần áo ảnh xếp xong là quăng vô tủ rồi, tới lúc mà em đi tìm đồ không thấy là em dễ nổi điên lên lắm. Ủa rồi trong nhà là ai là người giặt quần áo? Em giặt hết cho nhà. Ủa vợ không có giặt hay sao? Cái thỉnh thoảng công việc của em là thường xuyên phải đi công tác, thậm chí tới khoảng mấy tháng không có thấy cái máy giặt luôn. Xong rồi cái hôm đó ra ban công mới đứng nhìn cái máy giặt, nói ủa anh xay cái máy, mới xay cái máy giặt lại hả? Anh nói ủa em bao lâu rồi em chưa giặt đồ em? Giờ có mong muốn là vợ giặt đồ phụ mình không? Thì nãy em có nói là bớt công việc để dành thời gian hai vợ chồng làm, đừng để em làm nhiều quá như đổi vị trí quay trò. Chị nghĩ rằng là với những cái góp ý chân thành của chồng mình cũng như vợ mình á, tụi em cố gắng giảm cái tôi của mình lại để mà mình giữ cái máy ấm. Đây là một người chồng theo chị là rất tuyệt vời đối với những người phụ nữ thời nay đó. Ngược lại thì em lại có một cô công chúa quá xinh đẹp, mặc dù cô ấy chỉ hơi nóng tính một chút xíu thôi. Giá như bây giờ em bỏ cái cọc cằn đi thì biết đâu cô ấy sẽ là một bà tiên dịu dàng. Xin cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng tiếp theo. Xin mời. Xin mời hai bạn giới thiệu về mình. Em là Nguyễn Thị Thanh Tâm, năm nay em 33 tuổi và em làm thiết kế đồ họa. Còn em là Huỳnh Anh Tuấn, năm nay em 34 tuổi, em làm về vẽ game 3D. Vậy thì Tuấn Tâm gặp nhau trong trường hợp nào? Tụi em gặp nhau là trong một công ty thiết kế. Cái ấn tượng đầu tiên thì thấy ảnh hơi ngố, anh mặc cái quần tay xè xè rộng rộng ông già đó, bỏ áo vô thùng nhưng mà cạp quần kéo gần cao tới vú. Bên hông là đeo một cái chùm chìa khóa thật là to như vậy nè, cỡ mười mấy hai chục cái mà đeo đi thì nó cứ lủng lẳng lên ken. Thấy bước chân ra khỏi công ty á thì là mang đôi giày xé dán mà đi vô cùng một lúc, xong rồi cúi xuống làm cái rộp rồi dán lại cái rẹt, cái đi là hai chân. Đá qua đá lại như một đứa trẻ. Rồi, đang ăn mặc thì giống như ông già nhưng mà đi đứng thì lại như một đứa trẻ hả? Cái ấn tượng của Tâm về Tuấn là kéo quần tới vú. Vậy cái ấn tượng của Tâm của Tuấn, Tuấn với Tâm như nào? Rất là nghiêm khắc, nhìn rất là ngầu nhưng mà ít có cười, hơi sợ sợ. Tại vì lúc đó là em vô là em làm cấp dưới của vợ em, là bữa đó là vô là bị bà xã nhắc nhở liền. Là nghiêm khắc rồi. Như giám thị vậy đó đúng không? Nhắc nhở sao? Nhắc nhở anh không được nói chuyện điện thoại trong phòng làm việc. Tại vì quy luật công ty là không sử dụng điện thoại, cho nên em thấy ông móc ra thì em sợ sếp lên phòng kế bên dòm qua thấy nên nhắc trước. Một người thì cảm giác là bị sợ, còn một người gặp một người cảm giác là quá mắc cười. Quá mắc cười. Hai người có cái đồng cảm gì với nhau mà có thể đến được với nhau hay? Tụi em trong công ty thì cũng ít nói chuyện lắm, tại vì sếp cũng nghiêm lắm, không có cho yêu đương giống như là môi trường học đường vậy đó. Cũng may là có cái dịp cuối năm công ty tổ chức tất niên trên sân thượng, thì qua vài câu trò chuyện thì chúng em mới phát hiện cùng sở thích là đọc truyện tranh. Truyện tranh đó hả? Thiếu nhi hay người lớn? Doraemon ấy. Dễ thương quá vậy. Không, bây giờ mới nói ra mới phát hiện nha là Tuấn nhìn hao hao có nét giống anh Nobita. Rồi đến khi nào thì hai bạn mới chính thức là hò hẹn với nhau? Thì khi mà nghe em nói là em thích truyện tranh Doraemon thì ảnh lại giới thiệu cho em là có Tâm có coi bộ truyện Son Goku hay không. Đó cũng là lý do để em hẹn ra ngoài mình gặp mặt á. Dạ. Vậy cái lần đầu tiên đi chơi á thì là sẽ chọn cái giải trí nào? Em chỉ hẹn ra ngoài đưa truyện tranh rồi thấy là hai đứa đi về. Ủa vậy hả? Phải không? Vậy thì có phải cái lần trong bộ truyện tranh đó có phải là cái lần gặp gỡ ấn tượng nhất hay không? Dạ chưa ạ. Lúc đó tụi em cũng vẫn coi nhau như đồng nghiệp thôi. Mãi tới cái lần đêm giao thừa đó, hai đứa chở nhau ra
khu vực quận nhất. Em thì thấy có cái nhà hàng bé bé xinh xinh mà lại nằm trên lầu 1, vô cũng tự tin lắm, nhưng mà tới khi menu mà đưa ra trước mặt thì là hết hồn. Sao vậy? Cái giá đừng nói là tới cả 100.000 lận. Em thì trong túi đây có 200.000 thôi. Thôi thôi thôi. Dạ. Nên em phải đặt hai cái món khai vị thôi, hai cái xiên gà nướng, hai ly sinh tố, cố gắng hàng lẹ lẹ rồi chuyện. Ăn gói gọn 200 vừa đủ. Để em sao lúc ấy có bực bội không? Em cũng nói chung là cũng vô tư lắm. Đi chơi nhưng mà nghĩ là ví dụ như một bên không có tiền trả thì mình sẽ trả phụ thôi, đơn giản là vậy thôi. Tuấn với Tâm có thường xuyên hẹn hò đi chơi với nhau? Tụi em cũng ít hẹn lắm, tại vì mẹ em cũng khó đó, đến nỗi mà đi hẹn đưa chuyện mà cũng có một cái cô hàng xóm cô thấy cô cũng về cũng mét mẹ em, mẹ cũng điều tra thì dĩ nhiên là em chối. Vậy hả? Trời ơi, rồi đi chơi là giấu mẹ chứ đâu dám cho mẹ biết. Dạ, hả? Thường là đi chơi là phải về sớm khoảng 7 giờ 8 giờ, người ta bắt đầu vui thì em phải có mặt ở nhà. Trời rồi. Ơi, mẹ của Tâm rất khó. Vậy thì mẹ của Tuấn có khó không? Mẹ em cũng khó, nhưng mà em lúc đó em ở riêng nên nhiều khi em cũng trốn rồi. Ủa là ở nhà riêng có gì đâu phải trốn không? Ba mẹ lâu lâu cũng hay qua thăm chứ. Rồi có bao giờ lén đi chơi mà bị ba mẹ bắt gặp không? Cái đó cũng là lần ấn tượng mà em giận ảnh lâu. Sau cái gì mà đi chơi Tết Tây thì tới mùng 3 Tết ta thì lại hẹn nhau thêm một lần nữa, chờ hoài không thấy em tới. Thì em mới ra cái bot điện thoại công cộng gọi em hỏi là hẹn mấy giờ rồi chưa, mà sao nãy giờ Tâm đứng một tiếng đồng hồ mà chưa thấy tới gì hết. Với anh thì thào hôm nay mẹ Tuấn không có cho đi. Trời ơi. Thì ra là cái chuyện không đi chơi là do mẹ không cho đi. Trời, tôi cứ tưởng đâu là mẹ của Tâm là khó rồi, bây giờ mẹ của ông Tuấn thì còn khó hơn. Ủa mà sao lớn rồi mà mẹ cũng không cho đi chơi vậy? Mẹ không dám xin. Sợ đến độ không xin luôn. Tại vì giấu tiệc chuyện có bạn gái. Trời, rồi lúc đó là em giận không? Dạ, thì em giận, nói là trời Tuấn bao nhiêu tuổi rồi mà sao nói chuyện giống con nít quá vậy, để mình đứng ở đây mà cũng không có báo trước cái gì hết. Rồi giờ tôi đứng ở đây tôi đứng tới chuyện nào? Các em cúp điện thoại. Cúp rồi giận đúng không? Giờ thôi máu đi về, coi như là từ đó tới khi mà công ty khai trương làm lại đó không có liên lạc luôn. Theo khi đi làm lại thì em cũng mong sẽ có nhận được lời xin lỗi hay giải thích, nhưng mà tới khi mà tụi em đụng mặt nhau ở bãi gửi xe ở công ty đó, ổng lơ luôn, ổng không giờ cũng không nói, ổng không cười không hỏi. Đem đi trước thì hy vọng là đi sau sẽ kêu vừa giải thích sau đó, mà quay lại không thấy đâu hết thì ra là ổng đã lủi vô cái đường tắt. Không đi. Ủa, sao kỳ vậy? Trong quá trình đó em cũng sợ và em cũng đã suy nghĩ nên mình có nên tiến tới nữa không? Tại vì em rất là lo là sau này em không có lo lắng được cho vợ em. Rồi đó lúc nào thì mới xin lỗi vợ? Tới 14 tháng 2 thì tự nhiên cái nhận được tin nhắn vào điện thoại cũng gọn lỏn là chiều nay chúng ta có thể đi một vòng được không? Cái điều gì mà khiến em có một cái quyết định như vậy? Tại vì em thấy vợ em chín chắn và cũng biết chuyện á. Khi đó thì em nghĩ là hai đứa sẽ bù đắp cho nhau. Ngoài ra còn gì nữa không? Đảm đang trong việc nhà đó, giống mẹ em. Những người con trai á mà yêu thương mẹ mình á thì luôn luôn cái người vợ sẽ có cái hình ảnh, hình bóng của người mẹ đó. Vậy thì anh muốn hỏi là trong cái thời gian hai bạn yêu nhau đó, vậy thì có thường xuyên nhắn tin cho vợ hoặc vợ nhắn tin cho chồng không? Tôi nhắn tin dữ lắm. Nhắn tin dữ lắm. Thì là có khi nhắn tới 1-2 giờ sáng. Trời ơi. Hai đứa nhiều khi gây lộn mà nói chuyện nhắn ở mấy chục tin. Gây lộn nữa hả? Gây lộn gì? Tức là gây lộn bằng tin nhắn hả? Dạ. Trời ơi, mấy cái vụ mà gây lộn bằng tin nhắn là dễ bị hiểu lầm lắm á. Nếu mà nhắn cái kiểu mà không giấu thì có cái vụ này hiểu lầm cũng rất là buồn cười. Đó là khi mà hai đứa đang giận nhau trên xe, em nói tôi anh dừng xe lại liền đi, kêu dừng là dừng liền cái cớp. Em nhảy xuống em băng qua đường xăm xăm vô nhà sách. Thì hôm đó em buồn quá không biết làm gì, em vô em cũng ngồi em mua cái tượng em tô. Thì anh chàng mới nhắn tin hỏi ủa em đâu rồi, em đang làm gì. Thì em nhắn vô là em đang tô tượng nhưng mà không có giấu gì hết. Em đọc thì em tưởng là cô nhắn cái gì? Em tưởng là cô ấy là nhắn là em đang tô tượng. Nên em cứ tưởng là cô ấy đang ở nhà ngồi suy nghĩ về mấy chuyện gì đó. Linh tinh hả? Linh tinh hả? Rồi thế là em mới đi về. Trời ơi, cái vụ mà nhắn tin không giấu là nhiều chuyện vui lắm nha. Rồi khi mà hai bạn cưới nhau về thì có những cái chuyện gì bất ngờ? Ông xã em là chăm con rất là giỏi. Vợ em có bầu thì hai vợ chồng cũng rủ nhau đi học thủy sản. Cực kỳ khéo trong vấn đề đó, kể cả việc mà thai tả cho con. Thì một cái chuyện rất là vui nữa là khi mà ông xã em thai tả cho con lần đầu, khi mà bé mà ra phân xu đó chị. Thì tụi em cũng chưa có kinh nghiệm là em bé nó ra nhiều tới cỡ nào, thì ông cứ thấy nó ra một lần
lần ít vậy thôi, cái ổng bắt đầu ổng thì thay tả, ổng lau khô sạch sẽ thì chưa kịp mặc lại là nó ra thêm một đống nữa. Rồi kỳ này là nhiều gấp mấy lần, chứ thế là đưa hai tay vô ổng hứng. Nãy giờ tiếp xúc thì thấy anh Tuấn rất là hiền, nghe cái chuyện mà chăm con giỏi như vậy thì không có gì bất ngờ hết. Yeah. Vậy thì muốn hỏi là một cái chuyện mà bất ngờ mà ngay cả bản thân Tâm khi mà lấy về Tâm cũng phải bất ngờ và dựng tóc gáy luôn á. Chơi game không mệt mỏi và đọc truyện tiên hiệp cũng không mệt mỏi, đọc cái nỗi mà quên ngủ luôn anh. Tiên hiệp là sao mấy người viết chuyện á, từ cái chuyện võ hiệp á người ta mới nghĩ ra tới chuyện tiên hiệp, không với lại nó liên quan tới mấy cái game 3D thôi. Thường mấy người mà đọc mấy cái đó là dễ bị nhiễm lắm á. Dạ. Chồng của Tâm có bị nhiễm không? Dạ có khi anh nói với em là không tức thì sắc, sắc tức thì không, nhưng mà em cũng không hiểu là gì. Không, cái đó là mà cái đó là nghĩa gì? Dạ có nghĩa là mọi chuyện là nó sẽ giống như hư vô là mọi chuyện sẽ qua. Đó là những cái bất ngờ của vợ của Tuấn. Còn ở Tuấn, Tuấn có một điều gì bất ngờ ở cô vợ này? Tôi thấy những cái ngày đó là cô ấy nóng tính. Cái ngày đó hả? Là nóng tính. Nóng cỡ nào? Là nóng mà hai cho con mình làm chuyện gì là cũng bị sạc hết. Tới con cứ im lặng là về. Tới bây giờ thì ở anh Tuấn mong muốn ở Tâm không sự thay đổi, nhưng hy vọng là tới những cái ngày đó em lại chút bớt thì nóng. Bớt nóng hơn, nghĩa là bớt nóng thôi. Đúng chưa? Ngày những ngày thường cả nhà là chơi với nhà rất vui. Con Tâm dạ em thì muốn chồng em tập trung hơn vào mọi việc tí, chứ sống mà nó hơi lơ lơ ở trên mây tí. Cái nỗi mà chở vợ con đi chơi thì từ nhà em tới hồ con rùa thôi là đã đi lạc rồi, phải đi vòng vòng thì em rất là bực mình. Cái lơ đãng của Tuấn đôi khi là do gọi là bệnh nghề nghiệp đúng không? Dạ, nhưng mà trong công việc thì rất là tốt. Thì đó thì đó, bây giờ được cái này phải mất cái kia chứ. Trong khi đó chị thấy rằng Tâm lại là một cái người rất là nhạy bén và rất là tỉnh táo trong mọi trường hợp. Thôi thì em hãy lấy cái đó đem bù lại cho người chồng của em. Những cái việc khác thì chồng em lại quá là hoàn hảo rồi. Còn riêng cái vấn đề mà một tháng á, một ngày á, cố gắng chịu đựng đi. Tại vì cái đó là ngoài ý muốn, lực bất tòng tâm. Tới ngày đó thì nhớ gọi chị Vân cho vé đi coi kịch. Rồi, xin cảm ơn hai vợ chồng Tuấn Tâm đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Cảm ơn anh chị. Là phần kiểm tra hữu ý và bốc thăm may mắn. Ta có các phần quà như sau. Phần quà đầu tiên đến từ công ty Unique Marketing tài trợ, đó là một chuyến du lịch Đà Lạt thành phố tình yêu 3 ngày 2 đêm trị giá 9 triệu đồng. Món quà tiếp theo đến là một mặt dây chuyền bằng vàng trắng, nến kim cương và ngọc trai trị giá 6.270.000 đồng do công ty Thế Giới Kim Cương tài trợ. Thế Giới Kim Cương là nơi hội tụ các thương hiệu kim cương trang sức đẳng cấp và uy tín. Và một món quà thứ ba đó chính là một máy khử độc diệt khuẩn Oshima trị giá 2.750.000 đồng. Món quà thứ tư trị giá 5.000 đồng do chị Hồng Vân tài trợ, đó là một miếng cước trôi nồi. Trước khi đến với những phần quà tặng thì chúng ta phải thông qua một cái gọi là kiểm tra hiểu ý nhau đã, các bạn chú ý nha. Món quà sinh nhật đầu tiên mà vợ của bạn tặng bạn là cái gì? Tôi là được tặng chai keo xịt tóc. Tôi có tóc thì nhiều lắm. Nào bắt đầu, món quà đầu tiên bạn được nhận từ vợ đó chính là món quà gì? Áo sơ mi vàng, áo sơ mi. Không nhớ dây nịch. Nhưng mà bên này giống nhau ở chỗ áo sơ mi chị. Hai bạn này có quyền được chọn một đúng trong vậy. Bốn thùng này trước. Nào, 1, 2, 3. Màu đỏ, quà. Còn hai bạn? Màu vàng. Ôi trời ơi, chưa đến mà đã chọn liền rồi. Mời hai bạn luôn. Màu vàng, còn tôi màu xanh. Chị màu hồng. Bây giờ không biết cái miếng cước chùi nồi sẽ thuộc về tay Thuận hay là thuộc về chị Hồng Vân. 1, 2, 3. Ây cha cha. Như vậy thì miếng cước chùi nồi và một chuyến du lịch sẽ thuộc về cặp vợ chồng nào đây? 1, 2, 3. Wow. Xin chúc mừng cặp vợ chồng Vân Tâm thuộc về một chuyến du lịch 3 ngày 2 đêm thành phố tình yêu Đà Lạt trị giá 9 triệu đồng do công ty Unique Marketing tài trợ. Còn hai bạn nhận tài trợ của chị Hồng Vân đi, bạn sẽ hạnh phúc hơn. Tiếng đâu có chuyện Vân mua đó. Bây giờ thì chương trình của chúng ta đã phải tạm dừng ở đây rồi. Quý vị khán giả nhớ nghe tất cả những thư từ góp ý cũng như là các bạn muốn tham dự chương trình, hãy gửi về địa chỉ website mà chúng tôi ghi ở sau đây. Và đến đây thì chương trình Vợ Chồng Son xin được nói lời tạm biệt. Xin hẹn quý vị vào lúc 22 giờ vào tối chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV.
thành phố Hồ Chí Minh cùng công ty MCV hợp tác sản xuất.